Em xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho tất cả các bác một video về hai cái giống cây rất là quý hiếm trên thị trường các bác nhé. Về dòng hoa thì nó là hoa đỗ quyên Nhật Bản. Cây giống cả lá cả hoa đều là các vị thuốc trong y học các bác nhé. Và cái vườn tùng La Hán Nhật Bản, cây trồng mà nó đem lại phong thủy rất là tốt, trừ tà khí này, cả gió độc, nói chung nó rất là nhiều tác dụng các bác nhé. Tùng La Hán Nhật Bản thì cái công dụng chính là xua đuổi tà khí cũng như là mang lại sức khỏe cho gia chủ, và được rất nhiều là dân chơi săn đón các bác nhé.